Vâng, xin chào quý cô bác và anh chị. Thì buổi chiều hôm nay em Trường Lạc tiếp tục vừa cập bến một mẫu xe Innova G208 nha, màu đen rất là đẹp. Đây, thì hai xe này là vừa mới tới luôn. Đó, ai anh em của em mới đi ra khỏi chỗ bãi xe nhận xe lồng. Đấy, xe này thì em mua ở miền Trung, bởi vì em là chuyên săn xe đẹp toàn quốc mà. Rồi, thì đây là mẫu Innova G208 màu đen, bảng G là bảng đủ như quý vị. Quý cô bác nào mà xem kênh của em Trường đã biết là G là bảng đủ. Được trang bị vành mâm R15, hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng cả 4 bánh nè. Rồi hệ thống kiểm soát lật thắng EBD. Rồi nói chung là 3 vùng lạnh, vô lăng túi khí. Đấy là những đặc trưng cảm biến lùi, sấy gương, gạt mưa. Thì nói chung đó là những cái mà gọi là đặc trưng trên cái dòng Innova phiên bản G. Thì mẫu xe này thì mang biển kiểm soát là 92252256. Đối với mẫu Innova G này, bên em cam kết, bên em Trường luôn luôn cam kết là thứ nhất, vấn đề thứ nhất là không taxi. Vấn đề thứ hai là bao ra nhà mình là không đâm đụng, không ngập nước. Vấn đề thứ ba là máy móc zin. Rồi, đó, máy móc zin nha. Rồi cái thứ tư là màu đen zin nguyên bản. Rồi em xin mời tất cả quý cô bác cùng quý anh chị cùng em đi một vòng quanh xe để mình có cái nhìn tổng quan về mẫu xe này, xe có cái đều đồ hay không, được cái gì, mất cái gì. Thì em xin mời quý cô bác cùng em nha. Đấy, thì một con xe đã qua sử dụng thì bên em Trường chỉ dám cam kết nước xin zin chiếc này còn khoảng 80%, không ai dám nói 90%, 100% đâu nha. Xe lướt không dám cam kết cỡ đó đâu. Đấy, em chỉ cam kết là không đâm ve, không ngập nước. Và một chiếc xe đã qua sử dụng thì không thể nào mà có đẹp hoàn hảo luôn nha cả nhà. Có những chỗ xấu, những chỗ cũ hao mòn theo thời gian. Thì quý khách hàng nào mua xe của em Trường cực kỳ yên tâm nha. Những chỗ nào chưa được đẹp, em Trường sẽ làm đẹp miễn phí cho nhà mình. Ví dụ như là đèn kia nó ố, là thứ nhất em Trường có thể là đi thay mặt, đánh bóng ra cho nó mới. Nếu không mới, em sẽ thay mới cho nhà mình cái đèn mới, là hoàn toàn không tính phí nha cả nhà nha. Đó, chứ không phải là để con xe vừa giao xe vừa mới về. Của em nó mới chạy từ ngoài bãi về luôn, và em rửa lên sóng ở nhà mình. Những chỗ khác thì họ rửa, họ làm đẹp, spa xong đậu lên, quay làm đẹp. Còn em bán xe mọc luôn. Đó, chỗ nào chưa đẹp mình làm đẹp theo ý khách hàng nha. Đấy, thì vâng, xin mời quý bác cùng em đi vào chi tiết. Thì mẫu xe này thì được, xe này là được bộ đèn thì zin theo xe hết. Đó, nè, qua thời gian sử dụng thì nó bị ố, ngã vàng. Đó, lúc trước chủ nhân có dán ba cái đồ chơi inox nè, ba cái đồ chơi inox, inox gì nè, đó, bị tháo này nó còn vết keo. Đó, thì nếu mà ngày mai em sẽ cho xử lý nè. Một là thay mặt đèn này, thay mặt mica. Nếu thay không được, em sẽ thay cái đèn mới ở nhà mình luôn. Đó, đèn gầm cũng vậy. Đó, mấy nhà cứ ham dán ba cái đồ inox vô sâu này, nó cũ không, nhìn nó không được đẹp đâu. Bên em Trường bán là có xe quay vậy luôn, xấu thì nói xấu, đẹp thì nói đẹp. Đó, cho nhà mình tới xem xe không bị ngỡ ngàng, tâm lý nó vững vàng hơn nha. Chứ không phải là lựa chỗ đẹp quay, là chỗ xấu không quay, là tới mất công là không đúng sản phẩm, là rất là phiền phức nè. Đây là hệ thống mâm của xe vành R15. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Thấy chưa? Thì đối với mẫu xe này em Trường đã nhìn sơ qua thì 4 quay lốp thì còn được 70-80% nha cả nhà. 70-80%. Về gầm bệ thì chưa, gầm bệ thì chủ nhân của nó đã phủ chống ồn rồi. Đây, em quay nè, phủ chống ồn rồi. Và đặc biệt là không có dấu hiệu rỉ sét mục một nha cả nhà nha. Đó, thấy chưa? Số khung số máy thì xe nằm ở kia. Đấy. Xe thì đã lên bộ, lên được bộ xi nhan gương, ốp gương. Đó, tay cửa mạ chrome thì theo thời gian sử dụng thì nó vẫn là sáng bóng. Còn cái này gọi là cái chén cửa nha, chẳng liên quan gì hết. Thì ba cái đầu mạ chrome đây là sử dụng 5 bữa 10 ngày thì nó cũ là chuyện bình thường. Khách hàng nào mua em sẽ thay mới. Đó, có xe mà nói vậy. Đấy, còn tay cửa chrome nè, sáng bóng nha, đúng hàng chuẩn theo xe là sáng bóng nè, không một vết chày. Đó, ốp bình xăng rồi, cái này là mình dán đồ chơi, không tính thêm đâu. Đó, vành mâm của xe. Rồi, tâm bua nhìn còn khá là bén. Thì xe thì không có dấu hiệu mục một rỉ sét, tại vì chủ xe của nó đã phủ chống ồn rồi. Bảo quản chiếc xe khá là ok. Và chiếc này thì chỉ cua lốp vẫn còn, không có mục một làm đồng nha cả nhà nha. Đây, em Trường quay cận cảnh nè, không làm đồng. Đó. Rồi, nhìn từ phía đằng sau. Từ phía đằng sau xe nè. Từ nhìn từ phía đằng sau thì xe nhìn nói chung là chiếc xe này đã quay sử dụng mà chưa được làm đẹp, xe thô. Theo em Trường như thế này là đã quá đạt rồi.
Rồi bắt đầu từ ngày mai em sẽ bắt tay vào làm đẹp, hoàn thiện mẫu xe này cho cả nhà đẹp long lanh, chứ không có chiếc xe nào mà mua về mà sẵn dùng nha cả nhà nha. Anh nghe nói xe gì của ai? Đợi 5 phút anh em quay clip. 5 phút nữa em báo lại nha. Đó, các bạn thấy không? Xe chính tên chính chủ nè. Đấy, xe này là một chủ duy nhất nha. Gốc 92 biển 92. Đấy, xe ngày mai em sẽ cho bát bóng làm đẹp hết, đĩa sơn. Hiện trạng đây là hiện trạng xe mộc. Đây gọi là xe mộc là chưa làm gì nha cả nhà. Đấy, sấy gương nè, gạt mưa nè, cảm biến lùi. Cái cản inox này là em khuyến cáo nhà mình nên tháo ra dục đi, đừng có để. Tại vì di chuyển trên đường là có những tỉnh họ rất làm khó nha, họ phạt on ức lắm. Cái cản này không là 1,8 triệu nè, cái cản inox nè, cho nên là gỡ dục thôi, đỡ làm gì đâu mà gầm bệ của xe. Đấy, gầm bệ nó chưa tẩy rửa nha cả nhà nha. Xe thì không có dấu hiệu mục mọt, không có dấu hiệu reset nè. Đó, bắt đầu ngày mai em Trường sẽ cho đi tẩy gầm làm đẹp. Đấy, sẽ quay clip cho nó. Bây giờ là em chỉ quay thô thôi, quay thô cho giới thiệu sản phẩm đến nhà mình thôi. Và đâu em sẽ cho làm đẹp nha. Rồi đối với chiếc xe mà em Trường đã cam kết không đâm về thì nhà mình cứ yên tâm, tới xem xe không phải là em Trường sẽ đền tiền luôn. Đây, xe không đinh về, đinh tán rất là đẹp. Ốc nè, thấy chưa, đẹp căng luôn. Ốc ác đồ chưa tháo nha cả nhà nha. Đấy, đinh tán đồ là miễn bàn. Đấy, rất là đẹp. Đây, phụ tùng theo xe. Đây, phụ tùng theo xe đầy đủ nè. Con đội hơi Toyota nè, bọc da, nói chung là đủ. Đấy, đây cái nhựa đồ nè, nhìn rất là đẹp. Có nghĩa là người ta cũng không có chở đồ gì nhiều hết, không có ít chất chày. Mà cái đây mình vệ sinh, mình chè ra cho sạch sẽ nha cả nhà nha. Đây, đầy dây đai nè, mình cài vào này. Đó, nếu không có hiệu sử dụng thì mình cài vô. Rồi. Đấy, trần thì được, còn cái này còn trần nỉ nè. Trần nỉ ni lông. Đó. Trần nỉ chưa bọc ni lông, khách hàng nào mà muốn bọc ni lông thì em Trường sẽ bọc luôn. Ghế bộ ghế da thì còn cũng được 70-80%. Đó, có sale thì em nói vậy luôn, 70% thôi, chứ hơi yếu rồi, chứ không được 80. Đấy, thấy chưa, nhìn mầm khá là dày. Đấy, thì nó chiếc xe này nói chung bên này nó có làm đồng một xíu nè quý khách hàng. Đó, khúc này nè, khúc này nó có làm đồng một xíu nè. Đó, thấy chưa, nó có lủng một lỗ bằng ngón đầu tay cái thôi, nhưng mà chủ nhân chưa làm luôn. Đó, em Trường quay cận cảnh nè, chứ không phải là giấu giếm gì nha. Đấy, bằng ngón đầu tay cái thôi, ngày mai em sẽ cho anh em nó làm luôn. Đoạn này nè, nó mất chỉ đoạn này thì để làm lại rồi. Đấy, có xe không nói gì luôn. Em Trường quay clip rất là ok nha, không có giấu giếm cả nhà. Có cái đinh luôn rồi, con xe này chạy thằng em nó chạy ăn cái đinh luôn rồi cả nhà. Tháo ra đây cửa nè. Đấy, đối với mẫu này là không taxi dịch vụ nên cả nhà mình yên tâm nha. Gai vân là đẹp mưa như em nói là miễn bàn luôn, miên man. Đó, miễn bàn, miên man. Thấy chưa? Từ 208 nhưng tay cửa vẫn còn sơn quan gỗ này nha. Đấy, tay cửa mạ chrome, còn sáng bóng nè, sàn siết đồ còn ngon lắm. Tay cửa đây vẫn còn cao su này nha cả nhà. Và ghế da này ở trong nó còn một lớp, thêm một lớp ghế da nữa. Chủ này kỹ à. Ở trong coi còn ghế nỉ không? Ở trong vẫn còn ghế nỉ luôn, hai lớp da luôn cả nhà, hai lớp da Innova. Đấy, nhìn rất là đẹp và bén luôn. Đấy, và với khách hàng nào mà vô tình xem được kênh của em Trường, xin cho em một nút đăng ký kênh, một nút like và đăng nút quả chuông bên góc bên phải màn hình, đó tiện cho việc cập nhật những video clip tiếp theo. Khi mà em quay em sẽ đăng lên kênh thì cả nhà mình sẽ báo vào điện thoại và cả nhà mình sẽ nhận được nha. Rồi, thì nếu mà em Trường thì nói chung cũng mới tập làm YouTube, cũng quay bán xe, cũng không có thu phí, thu tiền không, nên không có bật quảng cáo gì hết. Mọi thao tác trên là hoàn toàn miễn phí, không có hại gì hết cho nhà mình. Và quý cô bác anh chị nào mà cảm thấy mà em chia sẻ thông tin nó không được đầy đủ, không đúng, thì xin mời nhà mình cứ bình luận ở dưới video giùm em. Để em Trường càng đọc được mấy cái đó thì em Trường sẽ rút kinh nghiệm và càng ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn, để mua được những chiếc xe đẹp, truyền tải đến tay khách hàng nha. Những sản phẩm gọi là tốt nhất có thể, chứ em không có thể gọi là tốt nhất được. Tại vì ai muốn bán xe người ta cũng muốn nói sản phẩm của người ta tốt, thì ai cũng như ai. Nhưng mà em ở đây em nói là tốt nhất có thể, nghĩa là em lựa chọn những sản phẩm có thể luôn, gọi là em cố gắng luôn nha. Bộ ghế này thì nó hơi yếu, tầm 70-80%. Khách hàng nào mua có thể em tặng lại bộ ghế khác tùy. Nè, tay ghế nè, gai vân đẹp tuyệt vời.
Đây, củ số zin nha cả nhà. Đấy. Cảm biến lùi xe gương xe kiến nè. Đấy. Được cái quẻ đầu Toyota zin, khách hàng nào muốn thì nó tặng đầu Android tùy. Đó. Ừ. Vô lăng. Đó, zin theo xe luôn. Thấy chưa? Rồi. Giật cái vô lăng mình cái. Đó, thằng cu em đang giật cái vô lên. Ai xe nè. Toyota Innova 208 nha cả nhà nha. Tóc đồ nè. Nhìn rất là đẹp. Đấy, tay cửa tappy nè. Tappy cửa nè, thấy không? Sang bưng cả nhà. Đấy, tay cửa nè, những nút auto chỉnh gương nè, tay lấy cửa đồ đó trông nhìn rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây. Đây là khoang máy của động cơ của mẫu Innova G208 nha. Xe mọc chưa qua xử lý, chưa rửa ráy gì hết. Đấy, keo sùng chỉ capo là miễn bàn, không có dấu hiệu đâm ve là mấp méo hay là gì hết nha cả nhà nha. Thì xe nào của tiền nào của đó, chứ không em trừ không phải là đừng nói xe nào của tôi cũng là xe cộp, xe đẹp nhất hành tinh, đẹp nhất cái gì hết. Quý khách hàng lưu ý giùm em, tiền nào của đó, xe đẹp thì giá nó cao, còn xe mà không được đẹp thì giá nó cũng mềm. Cả nhà lưu ý giùm em, trên đời này không có cái gì rẻ mà ngon nha cả nhà. Tiền nào của đó, đồng tiền mình bỏ ra là xứng đáng sản phẩm mình nhận lại, cho nên đừng có quan tâm nó chỗ có nhiều khách hàng hôm qua gọi cho em nó, ủa kênh kia bán cái 200 mấy mà đó, như con G biển 95 của em 07575 em trường đăng lên chưa được 5 phút đã bán rồi, bán về cho một ông anh ở dưới gần Bình Chánh đó. Đúng 235 triệu bao ký luôn, không có bớt nhiều được. Tiền nào của đó nha quý vị nha, đừng nghĩ là mình mua mắc mà mình nên nghĩ là mình đã mua được xe đẹp đó. Đó, em trường không nói em bán, em không nói em bán giá rẻ mà không nói, em không dám nhận là mình bán xe tốt gì hết, nhưng mình em chỉ dám nói là em bán đúng tiền đúng sản phẩm nha cả nhà nha. Đây, đây là hệ thống phanh ABS chống bó cứng phanh của 4 bánh nè. Đây hệ thống khung dàn của xe chưa có dấu hiệu móp méo nha cả nhà nha. Đấy, thấy chưa, đây là hiện trạng chiếc xe đang chạy, ngồi dân bán về chưa rẫy, chưa tẩy chưa rửa gì hết đó. Hệ thống máy nè, tem máy đầy đủ hết nha. Cái dòng Innova này là trang bị 4 máy động cơ 2.0, 100 cây số xe tiêu hao từ 8 đến 10 lít phụ thuộc vào tay lái của bác tài nữa. Và cái đoạn đường mình sử dụng nha cả nhà. Đấy. Quý khách hàng nào cảm thấy video của em hay thì nhớ cho em xin một đăng ký kênh, một like để cập nhật những video của clip tiếp theo. Bên em trường nhận thu mua cho đổi cái dòng ô tô đã qua sử dụng từ 4 đến 7 chỗ nha cả nhà. Rồi. Và bên em có nhận, nói chung là giá xe bên em bán mẫu này là 243 triệu bao ký rút hồ sơ, giao xe tại tận bao xe tại nhà em nha. Rồi, hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo.